được gặp nhau trong bài học ngày hôm nay rồi. Các con ơi, do tình hình dịch bệnh nên cô con mình không thể đến trường và đến lớp được. Vậy ở nhà, các con có biết giúp đỡ ông bà bố mẹ những công việc trong gia đình không? Như là chăm sóc những con vật nuôi, con gà, con chó, con mèo hay con lớn. Và đến với tiết tạo hình ngày hôm nay, cô Tầm muốn dạy chúng mình vẽ về con vật cũng được nuôi trong gia đình đấy các con ạ. Và để biết được hôm nay cô Tâm dạy chúng mình vẽ con vật gì thì bây giờ cô sẽ có một câu đố muốn gửi đến các con. Chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé. Cái mỏ xinh xinh, hai chân tí xíu, lông vàng mắt dịu, chiếp chiếp suốt ngày, là con gì? À, đó chính là bạn gà con đấy các con ạ. Bạn gà con trông rất đáng yêu phải không nào? Bây giờ chúng mình cùng quan sát tranh mẫu với cô nào. Cô có bức tranh gì đây? À, bức tranh được cô vẽ về con gà con đấy. Chúng mình cùng quan sát và cho cô nhận xét về bức tranh này nào. Bức tranh vẽ con gà con gồm có 3 bộ phận. Đó là phần đầu gà, mình gà và đuôi gà. Ở phần đầu gà có chiếc mỏ xinh xắn và mắt gà tròn xoe. Phần mình gà gồm cánh gà, ở dưới là đôi chân nhỏ xíu thanh thoát. Còn đuôi gà nhỏ nhắn đáng yêu đấy các con ạ. Và chú có bộ lông vàng óng mượt. Các con hãy đoán xem chú gà con này đang làm gì? À, chú đang tìm mồi kiếm ăn đấy các con ạ. Tiếp theo, xin mời các bé đến với bức tranh thứ hai. Bức tranh này cô cũng vẽ về con gì đây ạ các con? À, đây cũng là bức tranh vẽ về con gà con đấy. Bạn nào phát hiện ra bức tranh này có gì khác biệt so với bức tranh trước nào? À, chú gà con ở bức tranh này cũng tìm bạn chơi cùng mình đấy. Bây giờ cô sẽ dạy các con vẽ bạn gà con nhé. Trước khi vẽ bạn gà con, chúng mình cần phải chuẩn bị những nguyên liệu như giấy vẽ, bút sáp màu hoặc màu nước đấy. Bây giờ chúng mình cùng quan sát cô vẽ nhé. Đầu tiên, cô sẽ vẽ hình tròn để làm đầu bạn gà con đấy. Sau đó, cô sẽ vẽ cái mỏ nhọn nhé. Các con ơi, các con có biết bạn gà con kêu như nào không nhỉ? Rồi, cô sẽ vẽ một hình tròn nhỏ làm mắt của gà con nhé. Vậy là cô đã vẽ xong đầu của bạn gà con rồi đấy. Tiếp theo, cô sẽ vẽ thân gà nhé. Cô vẽ một đường cong nối liền với đầu gà con. Sau đó, cô vẽ cánh của bạn gà con đấy. Bạn ấy còn nhỏ xíu nên cánh cũng nhỏ vậy thôi. Và chiếc cánh này cũng không thể bay lên như loài chim đâu các con ạ. Rồi, cô sẽ vẽ đôi chân cho bạn gà con để bạn ấy có thể chạy nhảy tung tăng nhé. Như vậy, cô đã vẽ xong bạn gà con rồi. Bây giờ chúng mình cùng tô màu bạn gà con với cô nhé. Cô sẽ chọn màu cam để tô cho chiếc mỏ xinh xắn của bạn gà đấy. Rồi cô dùng màu vàng tô đầu và thân nhé. Khi tô, các con chú ý tô đều tay, tô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải và không tô chồm ra ngoài nhé. Bây giờ cô sẽ dùng màu đen để tô mắt cho bạn gà con. Các con ơi, vậy là cô vừa mới dạy chúng mình cách vẽ về con gà con rồi đấy. Khi các con vẽ, chúng mình nhớ vẽ con gà con gồm có 3 bộ phận, đó là phần đầu, phần thân và phần đuôi. Phần đầu bao gồm có mỏ và mắt.
mình một bạn gà con hay một đàn gà con. Sau đấy nhờ bố mẹ chụp lại và gửi lên nhóm lớp để chúng mình đưa lên triển lãm tranh của lớp chúng mình nhé.